Dù đang thể hiện được phong độ tương đối ổn định trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, song bộ đôi Văn Thanh Hồng Duy vẫn không thể giúp đội bóng phố núi có được thứ hạng tốt tại V-League 2019, khi hiện tại đội bóng của Duy Pinky đang đứng ở vị trí thứ 12. Dẫu vậy, trong đợt tập trung mới nhất để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, Văn Thanh và Pinky Hồng Duy vẫn được Oppa Park Hang-seo điền tên vào đội hình sang xứ sở chùa vàng. Và để ăn mừng cho vinh dự này, đôi bạn tại Hoàng Anh Gia Lai mới đây đã cùng dắt tay nhau làm một kiểu tóc mới. Do đều là những cầu thủ nổi tiếng là chỉnh chu, cầu toàn và tương đối khó tính trong chuyện tóc tai, nên cả hai thường chỉ chọn một nơi để thường xuyên cắt, thường xuyên lùi tới. Trong khi Văn Thanh tỏ vẻ lịch lãm với mái đầu đơn giản, thì Hồng Duy lại gây ấn tượng với màu tóc hồng bóng mượt. Đây là hai mẫu tóc khá khó làm, tốn thời gian mà phải tay nghề cao mới làm đúng ý của hai anh chàng đội tuyển Việt Nam. Hy vọng với hai quả đầu mới, cả hai sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giành một kết quả thật tốt trước Thái Lan. Vừa ăn lẩu thái siêu to khổng lồ, vừa được khoe cái đầu mới với các đồng đội thì còn gì bằng. Mà nhìn những quả đầu này thì ad cũng phải đi cắt tóc ngay đây. Anh em đồng bóng mình mà muốn kiểu đầu nào ấn tượng thì đừng ngần ngại đến Barbershop nhé. Không chỉ những cầu thủ bóng đá, ngay cả những ca sĩ người mẫu nổi tiếng cũng chọn thương hiệu này để làm mới mái tóc của mình. Đảm bảo nhiều tóc như Kante hay Zidane thì cũng đẹp trai cute for my wear luôn. Để tri ân những đóng góp to lớn của cố danh thủ Johan Cruyff, Barcelona đã cho dựng tượng của huyền thoại bóng đá người Hà Lan ở sân Camp Nou. Cụ thể, nhà đương kim vô địch La Liga đã tổ chức một buổi lễ trang trọng để trình làng bức tượng thánh Johan. Tham dự buổi lễ này có đầy đủ những nhân vật quan trọng nhất của Barca như chủ tịch Jose Maria Bartomeu hay phó chủ tịch Jordi Mas, Jordi Cardona và Eric Thompas. Phát biểu trước báo giới, chủ tịch Barca Bartomeu cho biết: "Chúng ta đang trải qua thời khắc vô cùng đặc biệt và tràn ngập cảm xúc. Kể từ khi Johan Cruyff qua đời vào ngày 24 tháng 3 năm 2016, ông ấy đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng chúng ta. Bằng cách dựng tượng Johan Cruyff, chúng tôi muốn thể hiện sự biết ơn với ông ấy và cho tất cả thấy rằng Barca luôn trung thành với triết lý đã làm nên thương hiệu của đội bóng." Chủ tịch Barca nói thêm. Jorginho Rodriguez vừa mới tiết lộ trước báo giới bí quyết giữ ngọn lửa tình yêu với Cristiano Ronaldo: "Khi ở bên nhau, chúng tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ lẫn nhau, nhưng việc trở nên quyến rũ như thế nào cũng là điều cực kỳ quan trọng." Jorginho cởi mở thổ lộ về việc luôn đẹp trong mắt CR7. Không những vậy, cô bảy gái còn cảm thấy rất thoải mái, lãng mạn mỗi khi bên cạnh anh bảy trong bộ đồ nội y gợi cảm. Ngoài ra, cô bảy còn cho anh bảy thấy cô thật sự là người phụ nữ biết chăm lo cho tổ ấm. Cứ nhìn hình ảnh nàng Wash xinh đẹp quấn quýt bên bốn nhóc nhỏ dễ thương cũng đủ thấy tình cảm yêu mến của Jorginho ra sao rồi. Nhìn anh bảy có người đẹp bên cạnh lại còn tâm lý chu đáo như thế, khiến anh em đồng bóng ăn bánh gato ngập mặt. Đúng là vợ người khác chưa bao giờ làm anh em chúng ta phải thất vọng. Ngoài khả năng chơi bóng, trung vệ đang thuộc biên chế Barca Gerard Piqué còn chứng tỏ tài lẻ ở bộ môn đánh bài poker. Sau khi cùng với Barcelona giành thắng lợi 5-2 trước Real Betis tại La Liga, Piqué đã âm thầm tham dự một giải đấu poker tại châu Âu. Theo Poker News, trung vệ sinh năm 87 đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để về đích ở vị trí thứ hai chung cuộc và giành phần thưởng trị giá 353.000 euro. Ban tổ chức còn tiết lộ trung vệ của Barca đã kiếm được số tiền hơn 500.000 euro trong suốt sự nghiệp đánh bài của mình. Ở lần thứ 5 tham dự giải đấu, cầu thủ sở hữu chỉ số IQ 170 đã không làm người hâm mộ phải thất vọng. Kinh thật, không hổ danh là cầu thủ sở hữu IQ ngang ngửa với Albert Einstein. Cầu thủ Wanderson đã có pha ăn mừng như đúng rồi, mặc dù bàn thắng của anh đã bị từ chối ngay sau tình huống đó. Tình huống hài hước kể trên xảy ra trong trận đấu giữa Ludogorets và Slavia Sofia tại giải vô địch quốc gia Bulgari. Những phút cuối trận, khi tỷ số đang là không đều, Wanderson đã chọc thủng lưới câu lạc bộ Slavia Sofia vì quá vui mừng khi ghi bàn ở thời khắc quyết định. Tiền vệ 31 tuổi đã chạy một mạch lên khán đài, tìm đến cô vợ bốc lửa của mình để ăn mừng. Anh hôn chuồn chuột và không hề hay biết bàn thắng của mình không được công nhận ở dưới sân vì lỗi việt vị. Mà đến khi chạy trở lại sân để tiếp tục thi đấu, cầu thủ người Brazil mới nhận ra sự thật phũ phàng. Muộn rồi Diễm. Kết thúc trận đấu này, Ludogorets đã hòa Slavia Sofia với tỷ số không đều. Sau 5 vòng đấu đầu tiên của giải vô địch quốc gia Bulgari, đội bóng của Wanderson đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, xếp sau đối thủ Levski Sofia. Thật tội nghiệp cho thanh niên ăn mừng hụt. Dữ liệu từ trang web Love the Sales cho biết hiện tại, áo đấu của Liverpool đang đắt hàng gấp 3 lần so với Manchester United. Cũng trang này cho biết, nhờ Alex Ferguson, Liverpool đã có đến 30 năm ở dưới bóng của Manchester United. Nhưng phong độ ở các giải cùng với các bản hợp đồng chất lượng đã giúp The Kop vượt mặt Quỷ Đỏ ở khoảng bán áo đấu kể từ mùa giải 27-28.
Hiện tại, áo đấu của câu lạc bộ thành phố cảng đang phổ biến gấp 3 lần số áo đấu của Manchester United. Thành công ở Champions League năm ngoái đã giúp The Kop tăng đến 76% lượng áo đấu họ bán ra. Họ cũng chính là đội bán được nhiều áo đấu nhất tại Anh vào lúc này. Một trong những số áo được yêu thích nhất của Liverpool chính là chiếc áo số 1 của Alisson Becker. Bất ngờ chưa?